bị xước, bị rách bao quy đầu. Rách bao quy đầu còn được biết là dây hãm bao quy đầu bị rách hoặc là bị trầy xước bao quy đầu. Bị tình trạng này thì nam giới thường dễ dàng phát hiện do cảm giác đau rát vô cùng, chảy máu ra khắp vùng quy đầu và chắc chắn cặp đôi sẽ không thể tiếp tục quan hệ được nữa. Bao quy đầu là vùng cực kỳ nhạy cảm nên khi bị xước, rách khiến nam giới rất khó chịu, không thể quan hệ khi vết rách chưa lành hẳn, bị đau khi đi tiểu và đặc biệt là rất đau khi cố lột bao quy đầu xuống. Rách bao quy đầu nếu không được xử lý kịp thời, đúng cách sẽ gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng. Viêm rách bao quy đầu tăng nguy cơ lây truyền bệnh qua đường tình dục như sùi màu gà, lậu, giang mai, HIV, đồng thời dẫn đến các rối loạn sinh lý nam như xuất tinh sớm, không xuất tinh, bệnh rối loạn cương dương và nặng nhất gây bệnh liệt dương, vô sinh nam. Do đó, nam giới bị rách bao quy đầu thì cần đến ngay cơ sở y tế khám nam khoa để kiểm tra và khắc phục kịp thời, tuyệt đối không chủ quan và không để tình trạng trầy xước kéo dài liên tục dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm ở trên.